Ok, hello chào các bạn. Chào mừng quý vị, các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog cuộc sống ở châu Phi. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi thành phố để mua gạo, sau đó thì sẽ trở về nhà mình, và ngày mai, sáng ngày mai sẽ tiến hành lên phát gạo cho người dân ở trên bản mới, bản Kangatu của mình đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi lên thành phố, và lát nữa lên đấy thì quá trình mua rồi như thế nào đấy thì mình sẽ quay qua cho các bạn xem. Vậy là đi. Ok các bạn, mình đến tổng kho đây rồi. Tổng kho mà mọi khi anh em mình vẫn mua này. Hôm trước anh Đông anh Tiến đến đây mua này. Thì bây giờ đã đến nơi rồi.
Rồi bây giờ anh em mình vào lại, vào mình vào mình viết hóa đơn này. Ok các bạn, đây là tổng kho mọi khi anh Đông với anh Hùng vẫn vào. Con đi, con đi. Con đi xem thì nó ra. Ờ, con đi xem. Con mẹ. Từ ta ba đi. Ok các bạn, đây là anh chủ kho. Mình sẽ làm bảo anh biết hóa đơn cho mình thôi. Ok các bạn, mình đến kho gạo đây rồi, hóa đơn đây rồi và cũng gọi được xe tải đến đây rồi. Bây giờ bắt đầu tiến hành bốc gạo. Ok các bạn, hôm nay mình đi mua gạo nên là mình thay mặt cho các mạnh thường quân ở Việt Nam gửi tặng mình mua gạo cho bản khu vực bản mới chỗ mình đang làm, là có anh Hà Tộp ở Nghệ An gửi tặng 90 bao, có cô Lê Hậu gửi tặng 18 bao, chị Kim Anh và chị Tĩnh ở Úc 10 bao, chị Bùi Thị Hòa 10 bao gạo và chị Minh Ngọc ở Thái Bình cũng ủng hộ 18 bao. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ gửi tiền để mình đi mua gạo ủng hộ cho bà con ở trên khu vực bản mới, và còn rất nhiều các mạnh thường quân nữa, nhưng mà cái số tiền đấy thì mình sẽ giữ lại và sau này sẽ chuyển sang mua khác, mua đồ ăn khác, ví dụ như là mua bột ngô hoặc là mua mì, mua dầu ăn hoặc là mua giường, mua đệm vân vân, có rất nhiều. Chào các bạn, và là chào các bạn. Chào các bạn. Mình tên Tiamu Ayuyama Việt Nam. Ok, mình đi gặp được không? Các bạn, đây là anh này, là anh quản lý ở kho. Anh em mình hay mua gạo đây lắm nên là anh em biết được, quen rồi. Anh yêu em. Ok các bạn, bây giờ các anh đang bốc khoảng một lát nữa, bốc xong anh em mình sẽ về. À, về trên bản rồi sẽ chạy lên bản thông báo cho bác trưởng thôn cùng với tất cả mọi người. Sim, Google. Mais quatro sacos, meu irmão. Vamos beber boi hoje. Para beber água? Água, moço. Não, água.
Ca fai tu papoi? Ca fi? Acele garotul come, acele garotul. Ia, acele garotul. Poze caro. Ok, ok. Am mai dat niște șanse. Tu vrei niște șanse? Da, da. Cum te-ai luat mă pasul cu mașină? Ia, mașină. No, no. De frente pentru mine. Aquele volta. Só vai um saco por cima, né? É mesmo assim, olha, esses dois saíram aqui. Tiraram lá? Sim. Bora. Sim. Mestre, como é que é? Na escala. Já, vai receber 250 de garoto. Tá bom, né? Já, aqui não tenho espaço, senão teria recebido. Vai na retorno. Ok, các bạn. Mấy anh bốc xong hết rồi, chuẩn bị trả tiền cho các anh, xong anh em mình sẽ lên đường về. Thì về đến nhà thì quá trình đi về mình sẽ không quay nữa, mà lát nữa nào về nhà mà bốc xuống thì mình sẽ lại quay tiếp cho các bạn xem. Yeah. Você viu, você tá trabalhando bem. Yeah, yeah. Esse nosso trabalho. Jakaban minta no mati loy. Okay, hello Jakaban, minta no pedi. Mày khoa các bạn ạ, thì có thì anh phải đi với mati loy đến đây bốc gạo. Okay các bạn, bây giờ anh em mình đang bốc gạo xuống đây. Sáng ngày mai sẽ cho lên xe và chở lên bản kia. Yeah. Mình chào các bạn để mình còn đi bốc gạo cùng cả anh em.
Thì các bạn thấy video hay, video của anh cho anh em mình một like, một chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh Link Philip Vlog của Châu Phi. Chào các bạn. Chào các bạn. Kéo lên cao người lên. Mai, auto rồi.